Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ lấy những giây phút ban đầu. Ngày trái tim còn biết rung động, khi mới yêu lòng không biết ghét hờn. Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ những sớm mai biết yêu người. Lòng trắng trong và đời biết rung động, không tính toán và không biết lọc lừa. Và một ngày nào em sẽ biết bài học yêu thương còn rất vô cùng. Em sẽ biết yêu qua ngày tháng để con tim vơi đi những nhọc nhằn. Và một ngày nào em sẽ biết những niềm đau còn theo em đến. Con không nói bậy. Nếu thật sự Tuyết Hoa là Hồng Xuân, ba có cho chị ấy nhận lại mẹ ruột của chị không? Tuyết Hoa và Hồng Xuân không liên quan gì với nhau cả. Tôi nghe ông nói chuyện với bà Thu cái gì mà sống chung cái gì xuân xuân cái gì á. Cái gì mà Hồng Hồng à, Hồng Xuân là cái tên thẩm mỹ viện của người ta. Có gì á, tối về nhà nói chuyện. Tại sao ông lừa gạt tôi mấy chục năm nay? Vậy ông giờ cũng la mắng tôi, ông coi thường tôi hả? Tôi là vợ hợp pháp của ông, tại sao bây giờ tôi thành vợ nhỏ? Hả? Hôm nay bạn trúng cái gì vậy hả? Nói không đầu không đuôi, không hiểu gì hết trơn à? Tôi biết cô bắt tôi theo lệnh của người khác, đúng không? Chú tôi rất là thương tôi, chắc chắn chú đã báo cảnh sát rồi. Và mọi người đang ráo riết tìm tôi đó. Làm sao tìm được cái chỗ hoang vắng như vậy? Cô lầm rồi. Âu Lan à, cô bình tĩnh lại đi. Mất tiền rồi, nhưng mà tôi có cách để giúp cô mà. Thank you.
chuyện gì. Lúc lên 10 tuổi má mẹ đã bỏ con đi, giờ con còn 15 tuổi, con không muốn nó bị mồ côi. Má mẹ giúp con với, đừng bắt con đi mà, con không muốn con mồ côi. Ông trời ơi hãy giúp con. Tôi không muốn chết. Mình phải về với Gia Huy. Dù có ai đuổi mình đi, mình không bao giờ rời xa Gia Huy. Mình phải về với Gia Huy. Sao không? Cởi trói cho em. Tuyết Hoa, em sợ quá anh Cường ơi. Sao em? Qua hết rồi. Anh em à, ai cho con vô đây vậy hả? Nè Bảo Lan, tôi đang nói chuyện với cô á. Em thấy mệt quá, em chỉ muốn ngủ một lúc. Một tiếng nữa anh gọi em dậy nha. Cô á, muốn ngủ ở đâu cũng được hết, nhưng mà không phải trong cái nhà này. Đi về đi. Tôi nói là cô đi về ngủ, không được ngủ ở đây, nghe rõ không? Cô làm ơn có được cái giá bộ nữa, đi liền đi. Tình là em rất mệt, anh có thể để cho em ngủ chút xíu được không? Thiếu gì chỗ để cô đi chứ. Cô làm mơ đừng có dở chiêu trò với tôi nữa có được không? Xíu đâu không anh? Tôi không quan tâm những điều cô nói nữa. Cô đi về liền đi. Tôi không muốn cư xử thô lỗ với cô nữa đâu á. Em đi. Em đi mà. Thank you.
Mẹ à, anh Cường nói Tiếu Quang không sao đâu, mẹ đừng có lo lắng nữa. Anh Cường gì kìa mẹ? Thưa bác. Chị về rồi hả? Hồng Xuân, con gái của mẹ, con vẫn còn sống này mà. Con ơi, con ơi, bao nhiêu lâu nay con ở bên cạnh mẹ mà mẹ không hề hay biết gì hết. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Dì ơi, sao mà dì khóc vậy? Mẹ vui lắm. Mẹ vui vì bây giờ đã gặp được con gái của mẹ rồi. Con ơi, con ơi, con ơi. Dì ơi, dì. Con không phải là Hồng Xuân, con là Tuyết Hoa mà. Không, con gái của mẹ, con là Hồng Xuân, con là con của mẹ. Đã bao lâu đây mẹ đã lạc mất con. Nhất định là từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ bù đắp cho con những ngày tháng còn lại. Mẹ con mình sẽ không bao giờ tức lạc nhau nữa. Nghe con, nghe. Dì ơi, con thở không có được. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con gái của mẹ. Cậu Cường, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dì đã giúp đem Hồng Xuân về đây. Dạ, không có gì đâu bác. Đưa Tiết Qua về nhà với mẹ là trách nhiệm của con mà. Anh Cường, sao anh kêu em là con của dì Thu? Tiết Qua, em chết lâu rồi. Anh biết, nhưng... Con à, kể từ ngày hôm nay mẹ sẽ gọi con là Hồng Xuân. Con ơi, hãy ở lại bên mẹ nghe con. Con ở đây á, chú con ở nhà buồn lắm. Vậy con không muốn có mẹ như những người khác hay sao? Dạ con muốn chứ, nhưng mà mẹ con chết rồi. Mỗi lần á mà con nhắc tới mẹ, chú con buồn lắm, nên con không có dám nhắc nữa. Con ở nhà với chú con thôi à, chú con thương con lắm. Con ơi, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà con sẽ không bao giờ ngờ được. Con đừng bỏ mẹ đi nghe. Dì nhìn con kỳ quá à, con sợ lắm. Không, con ơi, mẹ mới chính là mẹ ruột của con. Mẹ mới chính là người sanh ra con nè. Con đừng đi, đừng đi đâu hết nghe con. Con không tin đâu, chú còn không thể nào mà giấu con chuyện này được hết á. Anh Cường ơi, anh đưa em đi về nhà đi, em muốn về nhà. Tiết Qua, bác, đừng làm vậy. Em dậy đi bác. Mẹ xin con ơi, mẹ xin con, đừng rời xa mẹ, đừng rời xa mẹ. Tiết Qua ơi, con ơi, anh Cường ơi, đưa em về nhà đi. Tiết Qua ơi, con ơi. Tiết Qua, chú, con sợ quá à. Dì Thu cứ nói chỉ là mẹ của con á. Ông nói gì đi chứ. Nói đi. Tiết Qua, bà ấy đúng là mẹ ruột của con đó. Gì? Mẹ ruột của con à?
Xuân hả? Đúng rồi. Bỏ rơi con gái của mẹ hết. Chỉ vì mẹ thích làm con thôi. Mẹ đã để con vượt khỏi tầm tay của mẹ. Mẹ đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không sao được. Chứ không sao tìm được con. Mẹ có lỗi, hãy tha tội. À, chú con có nói lòng bàn tay của mẹ con có nốt ruồi son. Mẹ đúng là mẹ ruột của con. Mẹ, con gọi mẹ, gọi mẹ một lần nữa đi con. Con gái yêu của mẹ. Mẹ, con gái yêu của mẹ. Bảo Lan à, sao cô về nhà mà không nói cho tôi biết? Tôi tới bệnh viện tìm cô mà không thấy cô ở đâu cả. Mọi người giận tôi lắm đúng không? Cô cũng được ai nấy chuyện đó làm gì. Bây giờ sức khỏe của cô là quan trọng nhất. Còn mấy chuyện khác á thì đừng có suy nghĩ thêm. Giờ tôi muốn nghỉ. Anh đi về đi được không? Anh Cường. Tuyết Hòa là người tốt. Anh hãy cố gắng dành thời gian để chăm sóc cô Tuyết Hòa anh nhỉ.
sao ấy, cho dù ai đuổi mình cũng phải ở bên anh ấy. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ để cô là mẹ kế của Gia Bạc đâu. Tôi sắp chết rồi, tôi sẽ lôi cô theo cùng. Thủy Tiên, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Có gì cô nói lẹ đi, tôi không có thời gian đâu. Cô quay lại là vì cô muốn giành Gia Huy của tôi đúng không? Con người đó chỉ có một mình cô mới mê mẩn thôi. Còn tôi thì không cần. Tôi không tin, tôi không bao giờ tin. Và tôi sẽ không bao giờ để cho cô toàn nguyện. Tôi nói cho cô biết, tôi và Gia Huy đã không còn gì nữa hết á. Cô từ đây về sau đừng coi tôi là tình địch nữa. Vậy ra cô bỡn cợt Gia Huy là để biến tôi thành người như thế này sao? Thủy Tiên, tại sao? Tại sao Thủy Tiên? Cô, cô đáng chết lắm, cô đáng chết lắm. Tụi mình giày vò nhau nhiều quá rồi, tụi mình chết cùng nhau đi Thủy Tiên à. Buông tôi ra. Cô buông tôi ra. Cô bị điên rồi. Đúng, tôi điên. Nhưng tôi không có biết gì hết. Tôi đã mất tất cả. Gia Huy, Gia Bảo, Ngọc Nữ. Dù tôi sắp chết, tôi sợ phải chết một mình lắm. Cô chết cùng với tôi đi. Cô chết cùng với tôi đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Cô bị mồ côi, cô luôn oán trách ba mẹ, tại sao bỏ cô lại một mình? Vậy thì tại sao bây giờ cô lại để nỗi đau đó trút lên người Gia Bảo hả? Là mẹ như vậy mà được hả? Tôi không muốn nhìn thấy Gia Bảo lớn lên lắm chứ. Tôi buồn lắm. Tất cả là tại cô, tại cô, tại cô, tại cô. Đi, không tự ra. Đi, chúng mình chết cùng với nhau đi. Muốn chết thì cô đi chết một mình đi. Bảo Lan, Bảo Lan, Bảo Lan, cô có sao không vậy? Bảo Lan, Bảo Lan, Bảo Lan, Bảo Lan, Bảo Lan, Bảo Lan ơi, Bảo Lan, Bảo Lan. Bảo Lan bị bệnh gì mà ho ra máu vậy bác sĩ? Cô không biết vì sao, chúng tôi đã khuyên cô ấy mổ rồi mà. Cái gì? Bảo Lan bị bệnh gì hả bác sĩ? Cô ta bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi. Ung thư dạ dày? Cô ấy không chấp nhận sự thật nên đã bỏ đi đâu không biết. Chào cô.
Alo, Bảo Lan, cô đang ở đâu? Cô biết tôi bị ung thư sắp chết. Cô vui lắm phải không? Không, tôi không hề vui. Cô không được chết. Cô phải sống để trả hết mọi lỗi lầm cô đã gây ra. Cô đã ở đâu vậy hả? Tôi muốn nhờ cô một việc. Cô đừng cho ai biết việc tôi bị bệnh. Bây giờ cô đang ở đâu? Thủy Tiên hả? Cho con hỏi, Bảo Lan có ghé qua đây không ạ? Cô ta mà còn dám tới đây sao được? Nếu như Bảo Lan có về, làm ơn báo cho con. Thủy Tiên, Thủy Tiên, mẹ nói nghe nè. Con được như vậy là mẹ mừng lắm. À, thằng Gia Huy giờ nó cũng khá lắm, hay là con về lại với nó đi. Bà vẫn ích kỷ như xưa, cái gì có lợi cho bà là bà cho là đúng. Gia Huy phá gia chi tử là do bà đó. Nói trắng ra, bà không biết cách dạy con. Nói chuyện với người lớn vậy là không có đàng hoàng, hổn. Nếu bà muốn tôi tôn trọng bà, trước tiên bà phải tôn trọng tôi cái đã. Hổn quá. Ngồi đây nghỉ chút nha Gia Bảo. Dạ. Gia Bảo đi chơi vui không con? Vui. Nhưng con muốn ăn kem. Ăn kem hả? Dạ. Con ngồi đây đợi cô đi mua nha. Dạ. Nhớ ngồi yên, không có được đi đâu lung tung nghe chưa? Không thôi là cô đánh đòn. Dạ. Thank you.
thể ở bên cạnh con được bao lâu nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó mẹ không còn, thì mong con hãy trở nên mạnh mẽ và lạc quan. Đừng giống như mẹ, đừng nhìn cuộc đời bằng cặp mắt hận thù, luôn trách móc những người xung quanh, để cuối cùng là phải hối tiếc khi sắp phải rời xa thế giới này. Bảo Lan có gọi cho anh ấy. À không, anh có liên lạc được với Bảo Lan không? Không. Bây giờ anh tránh mặt Bảo Lan giống như tránh tà vậy đó. Anh đuổi cô khỏi nhà rồi. Cái gì kỳ vậy? Bảo Lan bây giờ không có việc làm, cũng không có người thân. Anh đối xử với cổ như vậy hả? Cái này mới là kỳ nè. Sao tự nhiên hôm nay em chuyển qua bên chị Bảo Lan vậy? Em không nói nhiều với anh. Tóm lại là khi nào liên lạc được với Bảo Lan, anh báo với em. Anh không bao giờ gọi điện cho Bảo Lan đâu. Em đừng có quên rằng hai đứa mình nó bị ngày hôm nay là do Bảo Lan hết đó. Không phải là vì Bảo Lan, mà là vì anh, vì cái tính lăng nhăng của anh đó. À, Thủy Tiên. À, em ghét anh vậy hả? Mẹ, mẹ mau nước nè mẹ. Ừ, con chọn đi con. Mẹ ơi mẹ, ở nhà không có ai mua cho con cái này á mẹ. Rồi á, con thích cái nào mẹ mua cho con chịu không? Dạ. Con thích hộp này nữa nè mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ đau bụng hả mẹ? Con có tiền nè, để con mua thuốc cho mẹ. Tha Bảo ơi, Tha Bảo. Tha Bảo. Chị ơi, chị có sao không chị? Tôi không sao. Tha Bảo ơi. Tha Bảo ơi, con ở đâu rồi Tha Bảo ơi? Mẹ con bị sao? Ủa mà người lớn đâu? Sao con đi mua mà con đi mua vậy? Dạ mẹ con đau bụng dữ lắm. Thôi con không có bán đâu, con đi về đi. Thôi con về đi, con cho người lớn ra mua nha. Tha Bảo, Tha Bảo ơi, con ở đâu? Tha Bảo ơi.
Gia Bảo sao rồi? Thấy nó đâu hết. Tôi tìm hoài cũng thấy nó đâu hết. Lúc tôi rồi. Cô có sao không? Vô bệnh viện nằm đi, để tôi đi tìm cho. Tôi phải tìm Gia Bảo trước đã. Giúp tôi với. Thôi được rồi, hai đứa cùng đi tìm. Tìm thấy Gia Bảo là tốt lắm rồi. Tôi không còn biết là mình sống được bao lâu nữa. Nhưng khi tôi chết đi mà không có ai lo lắng cho Gia Bảo. Tôi không biết phải làm như thế nào ấy. Cô đừng có nói như vậy nữa. Cô mau trở về bệnh viện đi, để lâu bệnh càng nặng thêm đó. Tôi không cần cô lo. Không lo làm sao được. Cô đừng bày trò mèo khóc chuột nó có được không? Đúng, tôi đã từng muốn nguyền rủa cô xuống địa ngục kìa. Nhưng mà không hiểu gì sao, từ khi biết cô bị bệnh, mọi hận thù trong tôi tan biến hết. Đừng nói những lời này. Tôi biết sau khi tôi chết, cô sẽ lại là vợ của anh Huy và sống bên cạnh anh ấy cả đời mà. Tôi đã nói là tình cảm của tôi với Gia Huy là hết từ lâu rồi. Đừng có sao. Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật hết. Tin hay không thì tùy cô. Bảo Lan à, cô hãy vì Gia Bảo, vì Gia Huy mà quay về điều trị đi. Cô yên tâm. Những người làm điều ác như tôi á, sống lâu. Cô đừng có nói móc như vậy nữa. Cô có nghĩ rằng Gia Bảo sẽ như thế nào nếu thiếu cô không? Cô đừng nói nữa, cô được không? Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Tôi còn tưởng rằng cô rất là mạnh mẽ nữa chứ. Không ngờ chỉ vì căn bệnh ung thư dạ dày thôi đã quật ngã cô được vậy rồi. Cái tôi sợ cũng phải bệnh tật. Mà tôi sợ mọi người nói tôi làm nhiều điều ác nên bây giờ phải quả báo. Không, tôi không vào bệnh viện đâu. Tôi không thích ai thương hại tôi. Tôi không muốn. Vậy thì cô càng phải sống. Cả đời này cô đã làm rất nhiều chuyện ác rồi. Trả cho hết thì Bảo Lan, đừng đem nó xuống địa ngục làm gì hết. Được, tôi sẽ ra. Gia Bảo, đi con. Mẹ. Bảo Lan. Mẹ. Bảo Lan, cô sao vậy Bảo Lan? Mẹ. Bảo Lan à. Mẹ. Thôi được rồi, để tôi gọi Gia Huy đi bệnh viện nha. Thủy Tiên. Tôi không muốn Gia Huy nhìn thấy tôi tiêu tụy như vậy. Tôi xin cô. Được rồi, đứng dậy đi. Đi theo tôi. Cô muốn Gia Bảo về nhà cha nó sao? Được rồi, bên con ngày nào hay ngày đó. Tôi sợ đem về cho ba nó, tôi sẽ không được gặp con nữa. Gia Bảo, mẹ sắp phải đi công tác. Con ở đây với dì Tiên. Nếu con nhớ mẹ quá, con nói gì Tiên gọi cho mẹ nha con. Dạ. Mẹ sẽ cố gắng xin nghỉ phép để được về chơi với con. Bảo Lan à, cô sớm vào bệnh viện đi. Gia Bảo, qua đây.
Con chào tạm biệt mẹ nha. Tạm biệt mẹ. Ủa sao hai người lại ở đây? Cô Hai. Gia Bảo nè, cô có mua đồ chơi cho con đó, đi với cô nha. Dạ. Em mẹ Gia Bảo, ở đây có chuyện gì không? Chuyện dài lắm, em sẽ nói sao? Anh chỉ sợ là mẹ chồng của Bảo Lan thấy Gia Bảo ở đây, rồi không khéo là nói nhà mình bắt cóc con nít nữa. Không có đâu, em đã nói với nhà bên đó là em đưa Gia Bảo tới đây rồi mà. Rồi để Gia Bảo ở đây một mình như vậy, em không yên tâm à? Là em tự muốn giúp Bảo Lan để chăm sóc Gia Bảo mà. Bảo Lan à, Bảo Lan vào bệnh viện đi, để Gia Bảo mình lo cho. Em đi được không vậy? Em đi được, không sao đâu mà. Đi cẩn thận nha. Cô làm gì trong nhà tôi bước ra vậy? Cô tính giở trò gì nữa phải không? Ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ. Thôi, tụi tôi không dám đâu. Cô đâu có lỗi, mà lỗi là vợ chồng chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi gạt tiền bảo hiểm của ba má cô, thiên vị thủy tiên, rồi bạc đãi cô. Tôi nói vậy đúng không? Ba mẹ, con biết con sai rồi. Ba mẹ thương con như con ruột, tại con không biết điều. Mà mẹ tha lỗi cho con đi. Con biết tiền bảo hiểm ba mẹ cũng không được hưởng, con biết con sai quá rồi. Ba mẹ ơi, ba mẹ tha lỗi cho con được không ạ? Tới bây giờ cô mới biết cô sai. Sở dĩ vì chúng tôi nói ba má của cô, cô đưa tiền bảo hiểm để cô an tâm ở trong nhà chúng tôi, vậy mà cô đi rêu rao khắp bà con lối xóm nói rằng vợ chồng chúng tôi giật tiền bảo hiểm. Tôi tức lắm, mà tôi nói không có được. Ai biểu ông nghĩ ra cái chuyện nói dối đó làm gì? Mà mẹ tha lỗi cho con đi. Thôi, bây giờ ở đây không ai tin cô nữa đâu. Cô đi đi, tôi không ai thấy mặt cô nữa. Cô đi đi. Cô chết tôi cũng không thấy mặt cô nữa. Cô ra đây làm gì? Đi vô nhà đi. Bảo Lan, cô mau đi cho sớm đi. Cô nghe chưa? Đi đi. Ba mẹ à, ba mẹ đừng có vậy. Bảo Lan đang bị ung thư giai đoạn cuối đó. Con nhỏ Lan thiệt là ác độc, cuối cùng nó cũng bị quả báo. Tôi hả giả vô cùng. Ở nhà có hai vợ chồng, đâu có ai đâu mà ông phải dối lòng vậy. Có chuyện gì vậy? Bảo Lan sắp chết rồi đó, biết chưa? Ừ, chết sớm đi, sống chi hại người khác. Nè, Bảo Lan cũng vì ông, vì đứa con của mình mà bây giờ ra nông nổi thế này. Ông còn nói năng được vậy sao? Tôi không thể nào nói những lời như vậy được. Bảo Lan, Bảo Lan à, bình tĩnh đi Bảo Lan. Bảo Lan, ông cũng biết chuyện này mà ông nói tôi nghe. Nó không có sống lâu được ở đâu, đem cả Bảo về nhà chỉ kia ngõ rồi đó. Cái gì? Nhà Bảo đang ở nhà chỉ kia nè. Đúng rồi, nhưng mà cái chuyện nó không có quan trọng. Cái vấn đề là như vậy nè, nếu Bảo Lan nó có bệnh hệ gì, gia đình ông Phúc chắc chắn sẽ đón Gia Bảo về. Tôi phải qua tôi dành là cháu tôi chứ. Dạ bà, rất là nhạy cảm. Em cố xin được thời gian tôi chăm sóc cho cháu. Lúc ngủ, nó thích để đèn sáng. Xin em sống thật với chính mình, xin đừng đem dối lừa.
gian dối. Em giờ đây chẳng cần ai hiểu mình khi thời gian đã nhạt phai bóng hình. Xin đừng giữ em lại, nhắm mắt em.